Năm 2002, đạo diễn Richard Linklater chọn cậu bé 6 tuổi cho một vai diễn. Mà 12 năm sau, khi tác phẩm hoàn thành, đã trở thành hiện tượng trong lịch sử điện ảnh. Thôi đi, dựng hàng rào lên. Từ những câu chuyện vụn vặt, những nhân vật bình thường, với cách làm phim nhẹ nhàng và tinh tế, đạo diễn Richard Linklater đã đưa khán giả trở về những cảm xúc của thuở thiếu thời. Muốn vui vẻ không nào các con? Có ạ. Nỗi háo hức, xen lẫn sợ hãi khi nghĩ về tương lai. Đừng lo về vụ đó, giá mà được dùng thanh trắng. Con đâu cần thanh trắng, đời chẳng cho ta cái đó đâu. Sự kỳ vọng ở mối tình đầu, những băn khoăn về chính mình và thế giới xung quanh. Hôm nay ta có một bạn mới. Chào mừng đến với địa ngục. Richard Linklater đã chơi một canh bạc suốt 12 năm, nhưng ông đã thắng lớn khi nhận được sự ngợi ca từ các nhà phê bình. Patricia Arquette giành giải Oscar cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Phim nhận được 6 giải đề cử Oscar, bao gồm giải phim hay nhất. Em muốn làm người thế nào, Mason? Em muốn làm gì? Cùng đón xem bộ phim nhẹ nhàng tình cảm Thời niên thiếu trên kênh HBO.